lần đầu tiên chương trình xin được gửi lời chào tất cả các ông, các bà, các cô dì, chú bác cùng toàn thể quan trẻ đang có mặt trong hội trường hôm nay. Thì hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc của anh chị, thì em chúc anh chị trong năm hạnh phúc và gửi tới tất cả hội trường một tình khúc được mang tựa đề Em ơi lên phố. Chú lăng con sông với hàng dừa nồng say, cầu nguyện dừa trong một chiều trời mưa. Em nói em thương anh nhiều, thương em anh tin rất nhiều, nhưng lại không như giấc mơ đẹp. Em rời xa chốn đây, một mai em không bước lên đôi tay vì em đã nghe câu chuyện vài người trong sóng nói em sao xinh đẹp, sao ở quê làm gì làm em cứ thế mơ mơ. Xin cảm ơn âm nhạc của bạn Quốc Trường người tới toàn thể.